안녕하세요 여러분 Xin chào tất cả mọi người mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách học nói các thứ trong tuần qua những cái mẫu câu nhỏ Hôm nay sẽ là 7 mẫu câu nói về 7 cái thứ ở trong tuần và những cái ngữ pháp đi kèm với những mẫu câu đó nha. Vậy thì xin chào giờ nè, của tôi qua chùa có từ sẽ. Trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. Xin chào tất cả bắt đầu nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ có thứ hai 월요일 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 là thứ hai cách đọc hoa chim của mình là r nè theo sau là nguyên âm tức là những chữ bắt đầu bằng chữ ngờ thì bạch chim này sẽ được đọc luyến lên đây đọc nối lên luôn à worioil 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 đọc nhanh lên worioil thì mình sẽ đọc nhanh lên worioil 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 thứ hai ví dụ của mình như sau 직장인에게 월요일이 중요해요 직장인에게 월요일이 중요해요. Ở đây mình có chị ở đây là cái nơi làm việc, in, in, cái chữ in này không có nghĩa là người, người, người mà làm trong công ty á, chị tức là cái người mà đi làm, chị Ở chỗ này cái chữ in này á, mọi người có thể nhớ dễ bằng cách, ở người Hàn hay có hai cách dùng nè, Hàn Quốc là Hàn Quốc đúng không? Nhưng mà người Hàn Quốc người ta có thể dùng là Hàn Quốc, hoặc là Hàn Quốc mà thêm chữ in Hàn Quốc, người Hàn Quốc, người Hàn Vì trong trường hợp này chữ in này là người á. Việt Nam, Việt Nam đều được ha. Người Việt Nam. 에게, ở đây mình có danh từ chỉ người thêm 에게. với hoặc là đối với đối với ai đó với danh từ hoặc là đối với danh từ hoặc là à, mình có thể à, nghĩ đơn giản nè với 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 em thì anh là số 1 đại ghê nó no, chết quá à đối với ai đó ê ghê nè vừa vừa thứ hai mình thêm trợ từ y ca của chủ ngữ thôi mình đọc luyến lên chữ r luyến lên đây vừa điêu chữ r luyến lên đây luôn ha vừa điêu đi chung ta ưu ha ta nghĩa là quan trọng quan trọng chủ ta là quan trọng khi chia vô thì nó là lịch sự các bạn muốn thân mật thì các bạn có thể bỏ vô thôi nè chị trang in này tiếp theo mình có thứ ba thứ ba trong tiếng ngàn là hoa hoa thứ ba ha yu il hoa mình có ví dụ chinh gu rưu hoa yuil hoa tôi đã quyết định hoặc là tôi đã định quyết định là gặp bạn bè vào ngày thứ ba tức là thứ hai thì bắt đầu mà một tuần thì xuân sẻ rồi bắt đầu thứ ba là rảnh rảnh rồi đi gặp bạn bè chẳng hạn xin ở đây là bạn bạn bè hoa là thứ ba ở đây mình có vào cái thời gian nào đó danh từ mà chỉ thời gian theo sau nó là chữ e thì mình dịch là vào cái thời gian nào đó vào lúc nào đó ha vào thứ ba hoa yêu na động từ mới nghĩa là gặp gỡ mình gặp ai đó mạnh na 기로 ta Động từ cộng với 기로 하다. Mang nghĩa là cái chủ ngữ, cái người nói quyết định hành động gì đó. Quyết định. Quyết định làm gì đó. Trong trường hợp này quyết định là gặp bạn. Bạn 했어요. Đã quyết định. Ở đây. Hết sòi ở đây là cái ngữ pháp quá khứ là đã, đã quyết định gì đó Hoặc là em đã quyết định chia tay với anh Đó rồi, 아, 너랑 헤어지기로 했어요. 헤어지다. 기다, 헤어지다. 이 pháp này cũng quan trọng nha. 기로하다. quyết định làm gì đó. 친구를 gặp gặp ai? gặp cái thằng bạn này nè. 친구를 화요일에 만나기로 했어요. Các bạn có thể đổi cái thời gian này ra phía đầu câu cũng không sao nha. Tại vì trong tiếng Hàn cái thời gian á mình có thể di chuyển dòng 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 được các thành phần của tiếng Hàn á thì nó cũng rất là dễ, chỉ cần động từ tính từ ở cuối câu thôi. Hoặc có có nhiều trường hợp trong văn nói nó còn đảo dòng dòng nó đảo loạn xạ luôn cũng được. Ví dụ như trong công này mình sử dụng trong văn nói, mình có thể nói vậy được ha. Nên là trong trường hợp này các bạn có thể đảo tự do luôn cho đảo tự do trong văn nói nhưng mà trong văn viết thì các bạn nên để cái tính và động từ ra cuối câu để cho nó đúng với cái văn viết ha tính động từ ra cuối câu thời gian thì thường ở phía trước chủ ngữ thời gian rồi đến những thành phần phụ xong rồi tính động từ cuối câu nè cái đôi sẽ... tiếp tục thứ ba rồi mình sẽ đến thứ tư su yu il su il il thứ tư thứ tư thì có cái việc gì xảy ra đây. 수요일. 매주 수요일은 가정의 날이라고 해요. 매주 là ngày của gia đình, Thứ là ngày của gia đình, là ngày của gia đình, Thứ bảy là tuần là ngày của gia đình, Thứ là Thứ tư là ngày là ngày của gia đình, là ngày Thứ Thứ là ngày của gia đình, nên là những cái công ty lớn thường những cái công ty lớn và vừa thì thường là vào thứ tư người ta không có cho tăng ca ha tại là mình sẽ được về sớm về đúng giờ còn những ngày khác thì mình cứ tăng ca tẹt ga luôn này mẹ chưa suy đến hãy cho nghe nay đi đào mình có mẹ chưa là mỗi tuần 매 ở đây là mỗi 주 là tuần mẹ mỗi tuần vừa suy suy là thứ tư, tư rồi nên ở trong trường hợp này là nó là chợ từ chủ ngữ nhằm nhấn mạnh cái viết phía phía sau ha nhấn mạnh cái viết phía sau kha trong e này kha trong e e ở đây mình nghĩ là của nè nay là ngày nè ngày của kha trong gia đình kha trong ngày nấy kha trong ngày ngày của gia đình idaku là nói là cái gì đó danh từ có bạch chim mình sẽ cộng với idaku ha ta và không có bạch chim thì mình sẽ cộng với da ku ha ta đây là một cái câu mà gọi là mang dạng gián tiếp đó các bạn Gọi là Hoặc là nói là Gọi là ngày của gia đình Khá cho nghe nà đi là quê ơ Khá cho nghe nà đi là quê ơ Mẹ chú suy rừng Khá cho nghe nà đi là quê ơ Đọc mình sẽ luyến lên nha Chỗ nào có luyến là mình luyến à Mẹ chú suy rừng Chữ R đầu tiên mình sẽ luyến lên này 가정의 날이 리은해야라고 해요. 매주 수요일은 가정의 날이라고 해요. 팁톡. t 남 ứ 남은 t h 목요일. 목요일. 받침 theo sau nguyên âm 목요일. 목요일 thứ năm. thứ 목요일을 수요일로 착각해서 약속을 어겼어요. 목요일을 수요일로 착각해서 약속을 이... 어겼어요. 네. 목요일을 수요일로 착각해서 약속을 어겼어요. 또 냠. 또 냠. thứ năm với 또냠 thứ năm là thứ tư. nên là tôi đã lỡ nhầm cái thằng thứ năm thành thằng thứ tư nên đã lỡ hẹn à trong trường hợp này mình có một chuỷ thứ 5 suy thứ tư chắc có chắc các và chim là khờ theo sau hờ chỗ này mình đọc là khờ chắc nhầm lẫn nhầm lẫn à rồi hoặc là làm tưởng mình cũng dùng là chắc các thả mình đừng có làm tưởng không nhưng mày đâu chắc các rồi, mình nhầm cái gì thành cái gì thì mình sẽ có Nhầm Cái thằng một này nè Có bà chim thêm ư không bà chim thêm r Danh từ hai này nè Có bà chim thêm ư rô, không bà chim thêm ro Rồi, chắc các khả thả. Nhầm Cái thằng một nè Thành thằng 2 Tôi bị nhầm một thành hàng hai hoặc là là hai ví dụ tôi nhầm bạn tôi nhầm tôi nhầm mười ngàn với năm ngàn chẳng hạn Nè mười ngàn là gì các bạn mà nền năm ngàn là một nhầm mười ngàn thành năm ngàn mười ngàn là mà nền mà nền à dạ. mà nền mà rồi 5 ngàn lấy các bạn? 5,000 won có bà chim thêm ưu Chắc chắc hết rồi 5,000 chắc chắc hết rồi Rồi à À Mình có cái ngữ pháp Vì nên nguyên nhân chỉ Nguyên nhân kết quả chỉ nguyên nhân kết quả Với một động tính từ Một rồi à o sơ Động tính từ hai Tính từ hai Vì á cái vé một này nè nên cái vé hai bởi vì cái gì các bạn vì tôi nhầm thứ năm với thứ tư thành thứ tư một quy luật suy luận các khe giặc số giặc sốt ở đây là hẹn cuộc hẹn hoặc là cái lời hẹn okita okita ở đây là cái trường hợp á mà mình vi phạm cái gì đó pháp luật mình cũng là okita vi phạm trật tự quy tắc thì cũng là okita giặc số okita ở đây mình có thể dịch là lỡ hẹn hoặc là lỗi hẹn và số cơ ồ cho đã thì quá khứ đã lỡ hẹn đó một chui đi suy lu chắc các khe sò giặc su gul ở lưu ý là cái suy lu này á và chim r theo sau là chữ r thì chữ r thứ hai đọc là l cho mình ha một chui đi suy lu chắc các khe sò giặc su gul ở tiếp tục thứ sáu thứ sáu là kumyoil kumyoil và chim là m theo sau là ngờ thì trong trường hợp này chữ m sẽ được đọc luyến lên phía sau khư miêu yên khư yên là thứ sáu thứ sáu có chuyện gì sẽ ra đây khư miêu yên là hệ sai hệ sĩ cứ lèo khư yên là hệ hệ sĩ cứ được không khư miêu yên là Tôi có buổi ăn uống với người trong công ty vào thứ sáu là thứ sáu là cái ngày gần như là cuối tuần rồi vì ở Hàn Quốc có chế độ là ui chê ui chê tức là một tuần làm 5 ngày từ thứ hai đến thứ sáu thôi thứ bảy chủ nhật là nghỉ có nhiều công ty sẽ làm sáng thứ bảy nữa Tuy nhiên là uh, cái luật có cái luật như vậy đó nên là uh, bình thường đó là một tuần làm 5 ngày khi như là thứ sáu Này ở đây là ngày thì trong trường hợp mình nói ngày thứ sáu thì Cơm nhuôi là là chim là R theo sau là N Bạch chim là R là theo sau là N Hoặc là bạch chim là N theo sau là R Hoặc là bạch chim là R theo sau là R Nói chung là R, N, R, N Thì cái chỗ thứ hai này mình đọc là L hết ha Cơm nhuôi là là ngày thứ 6 Thì khi sao so Ở tại nơi nào đó Danh từ chỉ nơi chốn mình cộng thêm E so Nó ở hoặc là tại nơi nào đó ha 회식을 하다. 회식을 하다. Hoặc các bạn có thể đọc chữ r luyến ở đây luôn ha. 회식을 하다. 회식을 하다 đều được ha. Đọc chậm thì 회식을 하다. Còn đọc nhanh thì 회식을 하다. Có nghĩa là ăn uống cùng với công ty thì mình có là 회식 và mình biến nó thành động từ thì mình thêm 하다 vô. 회식을 하다. Ăn uống cùng với công ty. Thêm vô để thêm phần lịch sự, bỏ vô thân mật. 금요일 날 회사에서 회식을 해요. 금요일

아주 좋은 날이에요. 토요일을 결혼식을 하기에는 아주 좋은 날이에요. Thứ bảy là ngày rất tốt để tổ chức đám cưới. Thì uh, giống như ở Việt Nam mình thôi, người ta vẫn coi ngày, tuy nhiên là người ta chọn thường là vào thứ bảy chủ nhật là rất là nhiều. Nên trong trường hợp này chắc là thứ bảy là ngày tốt nên là thứ일은 결혼식을 하기에는 아주 좋은 날이에요. 토요일, thứ bảy in ừ, nên ở đây danh <laughs> từ có bà chim thêm in không bà chim thêm nên có thể sử dụng với vai trò là trợ từ của chủ ngữ nhằm nhấn mạnh cái vế phía sau chủ ngữ hơn chỗ luôn luôn là kết hôn nè xích là cái lễ nè rôn xích lễ kết hôn mình thêm ha tà cho nó hành động từ tức là tổ chức lễ kết hôn chỗ luôn si cư hà tà động từ cộng với khi -e nên đối với việc làm cái hành động gì đó đối với cái việc mà mình làm cái hành động gì đó việc làm cái hành động gì đó đối với việc kết hôn chỗ đơn sư cư hai nên A A ở đây là rất quá cái nó mang cấp độ rất 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 nó mang chỉ chỉ cái cấp độ ha thủ này thủ này ở đây á, nó có một cái trường hợp gọi là định ngữ của tính từ các bạn tính từ có bà chim thêm Ưn, không bà chim bỏ tà thêm niên làm trợ từ cho nó làm bạch chim cho nó và thêm danh từ có nghĩa là danh từ mà tính từ trong trường hợp này chuột thà là tính từ chuột thả bỏ tà đi có bà chim thêm Ưn, chủ Ưn. bà chim ở đây là chữ hờ là một cái phụ âm yếu nên mình không đọc mình đọc thoải mái chủ Ưn. danh từ của mình là nal", ngày vậy thì mình dịch ra dịch từ đu dịch lên ngày ơn là mình dịch là mà thù thà là tốt ngày mà tốt thì ngày tốt y danh từ có bà chim thêm y không bà chim mình cộng với về u. ở đây có nghĩa là là danh từ trong trường hợp mình đang sử dụng với uh, trường hợp lịch sử thôi vậy thì thôi đến ngày đơn sĩ gửi tiếp tục ngày cuối cùng của trong tuần đó là y, y ngày chủ nhật đọc luyến lên ha. Bạch chim là r theo sau là u ở đây là nguyên âm O thì trong trường hợp này r sẽ luyến lên đây. 일요일 đọc nhanh lên thành 일요일 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 chủ nhật chủ nhật làm gì đây các bạn? 일요일에는 집에서 푹 쉬고 싶어요. 일요일에는 집에서 푹 쉬고 싶어요 tôi muốn nghỉ ngơi thiệt là thoải mái Thiệt là đã vào ở nhà vào chủ nhật tức là làm cả tuần mệt mỏi rồi thứ bảy không phải đi đám cưới nữa nên là chủ nhật chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi ý là vậy cho nó dễ nhớ nên chỉ về sau khỏe có là chủ nhật nên hồi nãy mình có nói danh từ chỉ thời gian thêm e Mà nghĩa là vào cái thời gian nào đó trong trường hợp này là vào chủ nhật ở đây mình thêm nên để làm gì nhằm nhấn mạnh cái phía với phía sau thì mình thêm nên ha để nhấn mạnh cái phía phía sau nó yui để nến vào cái ngày chủ nhật thì tôi làm gì các bạn chỉ về so. danh từ chỉ nơi chốn mình cộng với e so mang nghĩa là ở hoặc là tại cái nơi nào đó đó các bạn tại đâu các bạn tại nhà hoặc là ở nhà chỉ về tà suita so. suita của mình á có nghĩa là nghỉ ngơi mà tà ở đây á là nghỉ ngơi thiệt là đã nghỉ ngơi thiệt là một thoải mái nói chung là nghỉ ngơi mà không có cái gì mà vướng bận mình thì mình gọi là phúc suy tả rồi khu muốn làm hành động gì đó động từ bỏ tà thêm khu ship đối với chủ ngữ là tôi hoặc là bạn tôi muốn nghỉ ngơi thật là đã tôi bạn thì mình cũng dịch là muốn ha còn đối với những cái chủ ngữ khác thì mình sẽ dùng cũng công thức này động từ cu ship tuy nhiên mình thêm cái cuối nó là o ha tà của shippo hata thì đối với những cái uh, chủ ngữ khác ngôi thứ ba ví dụ như là uh, ba mẹ tên một người nào đó hoặc là lan mai cúc chút gì đó thì mình sẽ sử dụng của shippo hay ha ngữ pháp thì mình nói cũng khá nhiều muốn làm hành động gì đó vậy thì ý đôi đề nên chỉ về sợ phúc tôi muốn nghỉ ngơi thiệt là thoải mái ở nhà và cuối tuần Yong sang, 여기까지만 합니다. Hôm nay tới đây đây nha mọi người. Nè, 수고 많으셨습니다. 다음 시간에 또 만나요. 안녕히 계세요.